Chắc rồi. Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay có mấy em qua chơi giao lưu của bạn, thì mình sẽ quay một số xe cho các bạn cùng xem. Đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Chiếc ngoài kia là chín, chín chiếc các bạn. Đó. Quay tổng thể sơ sơ cho bạn xem cái cây. Cái này sao luôn? Cái gì á? Đâu có, bình thường. Đây để cái quần cái nữa. Không quay cái cam quay quen rồi. Quay cam biết quen hả? Tại cái này góc nó hơi ấy. Cái cam mình thì bị tèo các bạn ơi. Thì mình sẽ quay từ con này qua bên kia nha, rồi quay vô hàng trong nha. Chiếc này thì chiếc cáp. Hả? Cái gì ngộ hả? À? Chúc em chúc các bạn chào chứ đó. Chiếc cáp. Chiếc cáp này của bạn Khoa nha. Nó không làm gì vậy? Chiếc này thì đang trong làm các bạn. Chưa làm xong chiếc này nha. Bình bọng luôn. Cục nitron nè. Vàng bọng lắm. Chắc có bệnh chỗ mà bình bọng sao chạy nổi, em lấy chạy hai bình cha. Bọng ở dưới sao nhét? Bọng ở trên, hai bình trên hay gì á. Không mới chạy bốn bình. Chạy năm bình. Năm bình hay gì á. Ghê vậy không anh? Đầu lâu mày ăn bình ta không câu trước kìa. Rồi làm cục nitron chiếc cáp. Nội trong chiếc này thì bo xịn. Có bo xịn không? Phải bo xịn không? Bo xịn, bốn bình. Lỗi lỗi gì không hả? Lỗi zin hả? Mấy cộng? Đâu quay 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 giờ thử vậy có mạnh dữ không? Chiếc này thì đang trong thời gian độ luôn nha các bạn. Mới mua đẹp kia luôn. Mới mua kia luôn hả? Chiếc này là mới mua lại nha. Rồi. Chiếc này cho đang trong thời gian độ. Mới mua kia luôn. Còn chiếc này thì độ rồi. Dàn độ xuống thì xe này mình thấy cũng khá là lùng các bạn, thấp nha. Được hạ ti cũng khá là nhiều á. Đây. Cổ nè, gắn hai con mèo luôn nè. Hai con mèo titan nè. Nắng ghê mạt các ta. Chiếc này được đi 6 bình. 6 bình, bo đít đen. Bo này nhiêu quá ta? Bo này nhiêu quá ta? 1.500 à? 1.500 quá. Chủ xe đứng nói không chịu nghe. Bánh xe được sơn phối màu một ca với màu đen phục ô liền các bạn đó. Nội công cái này để mình hỏi thử đó nha. Cái này chạy lỗi nhiêu cộng gì không có chạy gì không không tao quay 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 bánh thử cái này thử đây. Bị ghê không anh? Rồi 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 rồi. Cái tay để em quá các bạn ơi. Thì xe này không 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 có chip nha. Chạy nó phải nó hơi dặn cái nó mới đi. Còn chiếc bên đây thì 7 bình hả? 6 bình hả? Vì vậy là cái hộp này gỏng bình hay phải không? Có bình dương đâu đâu. À có bình dương chỗ này. Giờ chiếc này đang chạy 6 bình. Bánh thì được sơn màu vàng. Đây ba cộng gì lỗi nha các bạn. Bo đen. Thấy hai phục khá là dài nha. Dàn trước nè. Dàn trước thì đi củ zin. Đèn là 4 nè. Mão. Nó đủ với cái đèn gì đây? Đèn cháy không? Đâu bác thử đây. Ủa cái đèn này nó xài điện từ đâu ta? Xài điện bình. Điện bình luôn hả? Wow. Đèn này lạ các bạn. Ủa đèn này có sẵn hay chế ta?
Đèn là 4. Để em quay bánh thử cho bạn coi thử nha, chiếc này nha. Sao dính luôn mấy cha? Nó đụng gì vậy? Tay ga độ bạn ơi, tay ga này dặn đến mức nào mà nếu mà buông ra là dính luôn nha. Thì bên đây thì Sijin bo 500W, bo vàng là thấy cái cục bo vàng 500W nè. Xe thì được đi nguyên cái tem màu vàng, được làm một cái móc ở đây nè. Wow, chìa khóa. Xe này zin cũng đổ ít độ bạn, nên mình sẽ qua chiếc khác nha. Đây, mấy chiếc này thì cũng độ xương xương zin zin nè các bạn, không có độ nhiều nha. Chiếc này được dán hai dè màu hồng nè, được bẻ cổ xuống. Chiếc này zin. Còn chiếc này thì cái này mình thấy cái này nó lạ nha, chứ cái này có độ một cái này kêu bằng cái chai nhựa cắt ra để làm cái rắn bùn nha, làm kết buộc bằng lại dây rút với nhau thì chạy đỡ bị nước văng các bạn. Đây một cái tiếp tục một cái vỏ chai nè. Chiếc này thì đi 6 bình và sơn một cái mâm màu xanh dạ quang. Đây là một cái mão nè. Ghi đông 5 khúc 6 bình. Đây là cái dàn phuộc nè. Ở đây là những bảng nè các bạn. Ôi ơi, chơi quá nghịch các bạn ơi. Chơi túa túa gì bay quá trời. Thì có một số bạn ở cái bè xuống các bạn, cái bè với bên chợ lách nha. Thì mấy chiếc bên đây là bên chợ lách nữa các bạn. Mấy chiếc này với chiếc này với chiếc trên đây là ở bên ai khoan em ở đâu? Chợ lách. Ủa bên cái bè. Tao cái bè kế bên luôn á. Tao phong cái bè kế bên phải không? Tao phong cái bè chợ lách. Thì chiếc này còn nãy có đi qua đi chung này các bạn. Ở chị em nè. Đó. Thì mình xin được kết thúc clip đây các bạn. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Tạm biệt tất cả các bạn.